Thưa cha, chà quên chưa có giải đáp câu hỏi cuối cùng của chị Diễm Thúy là ở trên đời có ai không sợ bệnh tật, cũng không sợ thần chết đến lôi đi. Cảm ơn anh Thanh Hùng và xin lỗi chị Diễm Thúy nhé. Đã là con người có thân xác, ai ai cũng mong muốn trong mình luôn bằng an khỏe mạnh và sống mãi, sống bền lâu. Ai ai cũng sợ bị bệnh tật và khi thần chết lấp ló ngoài cửa, đã mấy ai vui vẻ sung sướng ra đón tiếp y đâu. Chúng ta đọc kỹ thánh kinh, thấy Chúa Giêsu Kitô mặc thân xác loài người, mặc dầu thân xác của Chúa rất trọn hảo vì không hề có hình bóng tội lỗi nhập vào. Thế mà đứng trước đau khổ tàn khốc trong vườn diệt, khi nghĩ đến, Ngài đã lo sợ đến toát mồ hôi máu ra, rồi cầu xin với Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này cho con nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha mà thôi. Trích Phúc Âm Thánh Matthew, đoạn 26, câu 42. Chúa Kitô không bị ảnh hưởng do tội nguyên tổ Adam, nhưng vì đã tình nguyện gánh lấy tội lỗ nhân loại, nên thân xác Chúa cũng bị đói, bị đau khổ, bị chết, chỉ trừ bệnh tật là Chúa không bác phải mà thôi. Hành động đó cũng chứng minh Chúa Giêsu có bản tính nhân loại nếu chúng ta đọc kỹ tiểu sử các thánh bất kỳ thánh nam hay là thánh nữ bất kỳ tuổi nào đều thấy rõ mặc dầu thân xác bị bệnh tật tàn phá các ngài vui vẻ đón nhận với tinh thần nhẫn nại và tuân phục thánh ý chúa rồi ước mong thần chết đưa các ngài về trời chắc chắn chưa có vị thánh nào bất tôn hợp thánh ý chúa và kêu trách ca thán khi mắc tật bệnh hoặc là từ chối tẩy chay cái chết nếu có như vậy làm sao trở thành một vị thánh được sở dĩ các ngài được ơn chúa trợ giúp là vì tâm hồn các ngài luôn đầy tràn tình yêu miến chúa